Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay em xin trọng giới thiệu đến thầy các bác, các anh chị, các bạn và các em một mẫu đẩy công suất 4 kênh mới tinh được nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc từ công ty DK Đà Lạt Kênh. Thì các bác đã biết hiện nay các sản phẩm do công ty DK Đà Lạt Kênh sản xuất rất nhiều thiết bị âm thanh, ví dụ như loa máy, mic, vang và cục đẩy công suất. Thì các thiết bị do tập đoàn DK Đà Lạt Kênh sản xuất đã chiếm ngự được cái vị trí của mình cũng như khẳng định được thương hiệu của mình trong thị trường âm thanh của Việt Nam nói riêng và thị trường quốc tế nói chung. Thì các sản phẩm DK, thứ nhất là cho một mẫu mã rất là đẹp, thứ hai nó cho một chất âm cực kỳ tuyệt vời, thứ ba là độ bền. Thì những thứ đó đã tạo lên được cái niềm tin cũng như uy tín của tập đoàn DK Đà Lạt Kênh. Thì đây là một dòng cụ đẩy 4 kênh có tên là DK Đà Lạt Kênh HL4500, được sản xuất chính hãng của công ty DK Đà Lạt Kênh. Và công ty Đà Lạt Kênh này thương hiệu của Anh Quốc nhưng được sản xuất trên đất nước Trung Quốc nhé, được sản xuất trên đất nước Trung Quốc và chuyển về Việt Nam. Thì đây là mẫu đẩy rất phù hợp cho anh em đánh phòng hát cũng như là đây. Đây là phía trước nó là một khay nhôm nhé, dày 5 ly, mặt khay nhôm là mặt rất là đẹp, dày 5 ly và được sơn một lớp sơn tĩnh điện có màu ghi nhã nhặn phù hợp với không gian nhà các bác. Hai bên nó là hai tay sách nhô ra tạo lên cái điểm nhấn cho cụ đẩy này. Và tiếp tục cũng hai bên, một bên là biểu tượng DK, một bên là model là LH4500 và một công tắc tắt mở nguồn. Phía giữa nó là 4 chiếc áp cho từng kênh, kênh A, kênh B, kênh C, kênh D, điều khiển cho 4 kênh độc lập. Và mỗi kênh này đều có những cái đèn báo tín hiệu đầu vào, đèn power, đèn sinh nơ và báo cường độ tín hiệu đầu vào bằng DB. Có đèn clip báo có tải và đèn Flowtech kiểm tra. Ở trên là biểu tượng của DK Đà Lạt Kênh Flow Section Power Ampli. Đây cũng là công suất, mục đích là để khuếch đại tín hiệu âm thanh về phía trước nhé. Và cụ đẩy này rất là dày và cao, nó dày khoảng tầm 15 cm. Đấy, đây chính là phía trước rất là đẹp bắt mắt. Bên trong, bên trên và phía bên phải bên trái là màu đen. Bây giờ em sẽ quay bác phía sau, bây giờ em sẽ quay nội thất. Phía sau nó hỗ trợ bằng 4 đường vào, bằng rắc ca lông, cái và nó có 2 nhóm kênh, nhóm kênh A, nhóm kênh B đều có một công tắc gạt để bác chơi chế độ Blitz, chế độ Para, chế độ City sẽ đánh chập kênh được bác nhá. Tiếp theo nhóm kênh thứ hai đó là nhóm kênh C và nhóm kênh D cũng như vậy, đều có một công tắc có thể bác đánh Blitz rồi là Para, City và hỗ trợ đường ra bằng các rắc lưu trích chuyên nghiệp. Thì đây là chính là phía sau, còn quan trọng nhất là phía trong. Phía trong bác nhìn vào đây, bác nhìn thấy cái nội thất nó rất là đẹp. Thứ nhất là về khuynh nguồn của nó thì nó sẽ chia làm 3 phần. Thứ nhất đó là biến áp. Biến áp này một dòng biến áp hình xuyến và dây đồng rất là to. Biến áp hình xuyến, dây đồng to được bọc một cách chắc chắn và đổ keo. Dây đồng to nhé và rất là lớn, cái đường kính size nó khoảng tầm 20 cm. Chỉ cần nhìn vào cái biến áp này các bác đã biết là cái độ khỏe rồi và chất rồi. Và một cái bo nữa nó là bo bảo vệ biến áp cam, đây là cái tụ đen trước khi cắm điện thì được kiểm tra bằng cái bo, tức là bo là bo bảo vệ biến áp cam và đóng dây le cấp biến áp cho quận sơ cấp của biến áp này làm việc. Sau khi tất cả biến áp là ngon lành rồi thì cái mạch dây le sẽ đóng và cấp điện cho cái biến áp này. Biến áp này sẽ chia các khuynh nguồn và đưa cái bo biến đổi điện áp từ điện
từ điện AC thành điện DC thì biến áp nhé. Biến áp là size là 20, thì đồng lớn. Thì cái bo này nó sử dụng là 1 tụ, 2 tụ, 3 tụ, 4 tụ, 5 tụ, 6 tụ. 6 tụ đồng nguồn. 6 tụ đồng nguồn. Điện áp chứa lượng của nó là 63V, 63V và 32.000 mi. Đấy, rất là lớn, nó lọc rất là cao các nhá. 63V và lọc vào 32.000 mi phần ampere. Rất là lớn. Đây chính là khối nguồn. Và nó dùng hai con diode chỉnh lưu rất là lớn và được bắt toàn nhiệt cách chắc chắn. Thì ngoài ra nó còn có các mức áp phụ để cấp cho các cái mạch như là giờ le rồi mạch tiền khuyến đại. Đấy, tiền khuyến đại đây là cũng để rất phù hợp cho gia đình. Cũng ở khối nguồn, người ta thiết kế một cái boa riêng biệt hai con dây le này để bảo vệ loa không may bị chạm chập loa hoặc chập dây loa. Mạch thiết kế bằng gỗ phíp đặc biệt màu xanh. Thì những gỗ phíp này là những dòng cao cấp thì người ta mới sử dụng trên cái bo mạch này. Và các thông số được ghi một cách rõ ràng, thông tin rõ ràng. Đấy, rõ ràng chi tiết. Em xin được đọc lại cái thông số tụ nhé. Thông số tụ là 22.000 thôi nhé. Là 22.000 mi microfarad. 22.000 thay bằng là 32.000. Thế nãy thì được là 63V là chỉ soạn thôi. Thì dòng này và số lượng xòa bác nhìn với em đây, hai bên là hai bo công suất rất là dài. Đấy chính là nó chạy dòng xòa rất nổi tiếng và phổ biến, đó là TTA 1913 và TTC 5200. Thì đó là những dòng xòa mà đạt tới 95% các dòng cụ thể công suất đều dùng xòa này. Xòa này có nhược điểm độ bền cao, chịu dòng lớn, âm thanh mạnh và chắc. Tức là dòng xòa em gọi là châu bò, rất là bền, âm thanh sạch, không méo, chạy lâu ngày không méo, chạy dài không méo. Thì đó là những dòng xòa thương hiệu TTA 1943 và TTC 19 5200. Và dòng xòa này do Nhật Bản sản xuất. Mình nhìn đây, mỗi một vế tổng có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tức là mỗi một kênh được thực hiện một con xòa này, tổng số lượng xòa cục đẩy này là 40 xòa tham gia khuếch đại công suất. Và dòng này có bù áp nhé, có bù áp. Đây là cái đầu tiên. Và cái đặc biệt bác chú ý này, với cái dòng này nó chạy công nghệ CLD cho nên cái mạch nó rất là bền, chạy lâu không hỏng. Và các đèn thúc này nó sử dụng các đèn thúc cực lớn, cực lớn, điện trở xứ và điện trở 5 mạch màu. Do vậy cái thông số cũng như cái độ bền cực cao, thông số chính xác và độ bền cực cao. Điện trở 5 mạch màu là những điện trở rất sai số rất nhỏ trong ngành điện tử. Những dòng thiết bị cao cấp thì người ta sử dụng các cái điện trở màu xanh và 5 mạch màu các nhá. Đấy. Và mỗi cái dòng của đấy này nó sử dụng 4 quả gió cực lớn nhá, quả gió cực lớn luôn và to mình này, 1 2 3 4, luôn luôn làm cho bo công suất này mát mẻ làm việc. Và nó chạy cực êm, điện áp nó là 12V, ăn 12V. Cho nên quạt 12V nhưng dòng của nó là 0.35A. Rất là bền, êm nét, không có tiếng động các nhá. Không động. Thì cụ thể này em nói giới thiệu lại này. Tổng trọng lượng cả vỏ cụ thể này, cả vỏ nhá, nó là 30 cân 5 lạng, 30 cân 5 lạng. Còn bốc trần ra nó rơi khoảng 26 kg. Cụ thể này nó rơi vào 26 kg. Công suất của nó là 800W một kênh nhân lên 4 4832, tức là 3200W. Tức là mỗi cái này các bác có thể đánh tốt một quả bát 30 họng lớn từ lớn, họng lớn từ lớn. Hoặc là các bác ghép kênh A kênh B này với đôi 30, kênh C này với một đôi bát 25 và kênh D này với một cục trầm 40 hoặc 50, họng lớn từ lớn đều được cả. Nếu như trong gia đình đúng nhá, có thể chơi tốt được hai đôi full 30 thoải mái, hoặc là hai đôi full, hoặc là một đôi full 30 đôi 25, hoặc là hai lô 25 một quả súp, chơi trong gia đình rất là thoải mái luôn nhá.
đánh bền bỉ, bền chắc, khỏe, âm thanh sạch sẽ. Thì đấy là cục đáy này. Thông tin công suất là 400, 4 kênh là 4 kênh nhân là 800W một kênh. 800W một kênh thôi nhá. 1 2 3 4 1832. Kênh như vậy và có thể chơi được tốt được 2 cặp 30 hoặc 1 cặp 30, 1 cặp 25, 1 cục của súp hơi 50 40. Đấy, dòng này rất phù hợp với anh em. Với mức giá rất hợp lý thì em sẽ thông báo ở tiêu đề. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Bây giờ em xin được test âm với 4 kênh. Kênh 1 này. Tiếng cực hay luôn nhá, mà đã sử dụng chiếc áp bi hết luôn nhá, 100 là chiếc áp bi, cho nên độ bền cơ học cực cao. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Em có địa chỉ thôn Bà La, xã Lạc, thị xã Yên Ninh, tỉnh Hải Dương. Em chào các bác nhé.